Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nông dân Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương chuyển đổi cơ cấu vật nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. Bắc Ninh tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Hà Nam, 6 khu công nghiệp đã có nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở những khu nhà trọ tại tỉnh Ninh Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch tả lợn châu Phi đã tạm lắng, thế nhưng Ủy ban Nhân dân xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vẫn khuyến cáo các hộ chăn nuôi không nên vội tái đàn, đồng thời mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi. Trong đợt dịch bệnh tả lợn châu Phi vừa qua, toàn xã Nam Hưng đã tiêu hủy hơn 3.000 con lợn với tổng trọng lượng trên 150 tấn. Xã đã thực hiện chi trả hai đợt cho người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Song song với việc chi trả kịp thời, xã đã khuyến cáo cũng như có định hướng cho người chăn nuôi nên nuôi những con vật có sức kháng bệnh cao như gia cầm. Đối với những hộ có gia trại rộng thì có thể chuyển sang nuôi gia súc như trâu bò, tích cực vệ sinh chuồng trại hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, tránh việc tái đàn ồ ạt. Đây cũng là giải pháp kịp thời để khi dịch tả lợn châu Phi chấm dứt, các hộ chăn nuôi lại tiếp tục tái đàn. Tuy nhiên, dù nuôi lợn hay các con vật nuôi khác thì các hộ chăn nuôi cũng cần đặc biệt quan tâm tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Có vậy, chăn nuôi mới phát triển bền vững. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra khiến cho người nông dân bị thiệt hại đáng kể. Sau nhận được tiền hỗ trợ kịp thời, nên các hộ đã đầu tư chuyển đổi sang các mô hình kinh tế phù hợp, đảm bảo có nguồn thu nhập. Ghi nhận tại xã Tam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Sau hơn 4 tháng kể từ khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn, toàn xã đã có trên 1.200 con lợn phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng trên 60 tấn. Đến nay, những hộ có lợn tiêu hủy từ tháng 5, tháng 6 đều đã nhận được hỗ trợ với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. 26 hộ còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị chi trả đợt mới theo kế hoạch với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Đến nay trên địa bàn xã, hầu như không phát sinh những ổ dịch mới, người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi sang những mô hình phù hợp với thực tế. Với việc nhanh chóng chuyển đổi mô hình sản xuất sau khi được nhận tiền hỗ trợ tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi cho thấy vai trò chỉ đạo định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như sự chủ động tích cực của người dân. Xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vốn là một địa phương có thế mạnh về chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, trong khoảng vài năm trở lại đây, giá lợn lên xuống bấp bênh cộng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên người chăn nuôi ở xã Trực Thái đã dần chuyển hướng sang chăn nuôi các đối tượng nuôi khác. Chăn nuôi thỏ theo hướng công nghiệp đang được nhiều hộ dân ở Trực Thái lựa chọn để chuyển dịch cơ cấu vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với đặc tính dễ chăm sóc, khả năng sinh sản nhanh và mau lớn, nhiều hộ dân ở xã Trực Thái đang dần chuyển hướng từ nuôi lợn sang nuôi thỏ. Trung bình, thỏ cái nuôi từ 5 đến 6 tháng sẽ bắt đầu sinh sản. Bình quân mỗi năm sinh sản từ 6 đến 8 lứa, mỗi lứa trung bình từ 6 đến 8 con. Sau 3 tháng nuôi trở lên, thỏ có thể đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg, giá bán trung bình từ 75 đến 80 nghìn đồng 1 kg. Toàn xã Trực Thái hiện có hơn 10 mô hình nuôi thỏ với quy mô lớn và hàng chục hộ gia đình nuôi với quy mô nhỏ lẻ. Thành công bước đầu của các mô hình nuôi thỏ ở xã Trực Thái đã mở ra một hướng đi mới cho các hộ chăn nuôi ở đây, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân. Thời gian qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được phát động trong toàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng, ủng hộ tiền của, đất đai, ngày công lao động. Ông Nguyễn Minh Thái ở xã Tân Dân là một điển hình tiêu biểu. Ông Thái sớm nhận thức được chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế và xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và gia đình. Hiểu là làm, bản thân ông và gia đình đã gương mẫu đi đầu. Ông đã đóng góp 800 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như làm đường giao thông, nhà văn hóa, xây dựng khuôn viên nghĩa trang đồng bộ. Không những vậy, ông còn đến các hộ xung quanh vận động giải thích mục đích của xây dựng nông thôn mới là cho tất cả mọi người biết nên đông đảo nhân dân hưởng ứng. Những việc làm và sự đóng góp tích cực của ông xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập và làm theo.
mô hình làng nông thôn mới kiểu mẫu đang được các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh tích cực triển khai. Tại huyện Lương Tài, nội dung này được Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh bằng nhiều việc làm thiết thực nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí làng ba sạch, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bám sát 9/9 tiêu chí của làng nông thôn khu phố mới kiểu mẫu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lương Tài chú trọng phối hợp định hướng cho các địa phương thực hiện tốt tiêu chí làng ba sạch. Điều kiện quan trọng trong xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu, các cấp hội cơ sở tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia vào các phần việc cụ thể như xây dựng chăm sóc đường hoa, đường cây, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ xây dựng khuôn viên nhà ở xanh sạch đẹp, vẽ tranh cổ động, xây dựng hàng rào cây xanh, vệ sinh đồng ruộng, hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, khơi thông và làm sạch rãnh thoát nước, góp phần giữ gìn phát huy vẻ đẹp sự yên bình của làng quê Kinh Bắc. Phấn đấu năm 2020, Lương Tài sẽ tiếp tục ra mắt hai làng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019 này, Lương Tài phấn đấu về đích huyện nông thôn mới. Bởi vậy, thực hiện mô hình làng nông thôn mới kiểu mẫu là nội dung quan trọng đang được các cấp hội phụ nữ triển khai nghiêm túc, mang lại hiệu quả. Đây cũng là những việc làm thiết thực nhằm hưởng ứng chủ đề năm 2019 Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp học huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình không ngừng nỗ lực, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện kế hoạch, đạt được kết quả cao ở các nội dung. Đặc biệt, công tác xây dựng cộng đồng học tập cấp xã đã đi vào thực chất, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các xã, thị trấn của Nho Quan đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, động viên nhân dân tham gia học tập. Phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập được đẩy mạnh, tạo mọi thuận lợi cho việc đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã. Đây là việc làm thường xuyên, hàng năm nhằm đánh giá thực chất và hiệu quả hơn công tác xây dựng xã hội học tập. Sự chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, của toàn xã hội về việc học tập suốt đời, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hội khuyến học tập trung tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp hiệu quả, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học. Hiện 10 đơn vị trong toàn huyện đã đạt 13 trên 15 tiêu chí cộng đồng học tập cấp xã. Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Nho Quan khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành bầu và ra mắt 39 ủy viên ban chấp hành. Toàn tỉnh Nam Định hiện có trên 9.200 giáo viên chủ nhiệm lớp ở các cấp học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trên 960 giáo viên cố vấn học tập ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Ngoài công tác giảng dạy theo bộ môn, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên cố vấn học tập tại các trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở quá trình học tập, rèn luyện nề nếp sinh hoạt, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt các tổ chức đoàn, đội, hội, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Ngành giáo dục đào tạo cũng tổ chức nhiều diễn đàn từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh để giáo viên chủ nhiệm có dịp trao đổi kinh nghiệm trong công tác, biểu dương khen thưởng kịp thời những cách làm hay, sáng tạo trong việc quản lý giáo dục học sinh, sinh viên. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 1.200 lượt giáo viên chủ nhiệm được khen thưởng, trong đó có 135 giáo viên chủ nhiệm tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào an toàn trường học. Vừa qua, tại một số trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, một số giáo viên đã bị đối tượng giả mạo thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo lừa đảo để cung cấp thông tin và bị đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngày 21 tháng 9, cô T là giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại 0862-829-363. Người này tự xưng là thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu giáo viên phải cung cấp một số thông tin. Đồng thời đối tượng thực hiện việc kết nối cuộc gọi điện thoại với ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp để lấy niềm tin. Đối tượng này yêu cầu cô T cung cấp số tài khoản ngân hàng, cấp mã OTP và rút của cô T với số tiền là hơn 20 triệu đồng. Nó chỉ quát là cô không chịu hợp tác với lại ý là bảo chị là không chịu hợp tác. Còn mỗi bình thường cô trong toàn huyện là chưa làm xong cái kê khai này. Và còn một nếu cô gây thì cô sẽ bị nhà trường cô bị ảnh hưởng, cô chịu trách nhiệm. Chị không, lúc này chị cũng run nhưng mà chị nghĩ là thật, do là chị nghe cái giọng chị khóa kia chị tin là thật. Cũng với phương thức thủ đoạn trên, tại trường mầm non Ngô Quyền huyện Tiên Lữ, 13 giáo viên của nhà trường
cũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại trên. Tuy nhiên, khi các cô giáo không cung cấp thông tin đã bị đối tượng đe dọa. Chị em chúng tôi cũng có đối chất với lại đối tượng, thì đối tượng nói rằng là chị em giáo viên là ăn nói là náo với lại đe dọa chúng tôi là các cô như thế chúng tôi sẽ đuổi việc hết các cô. Một số giáo viên rất là hoang mang. Sự việc tiếp diễn tại trường tiểu học Phan Sầu Nam, huyện Phù Cử. Liên tiếp 7 giáo viên của nhà trường nhận được cuộc gọi và đều bị dọa nạt. Ngay khi nắm bắt được sự việc, hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo ngay phòng giáo dục và đào tạo huyện. Có 7 giáo viên của nhà trường là bị đối tượng này gọi điện đến đe dọa. Cô không cung cấp những thông tin cá nhân và thông tin tài khoản, cho nên là tôi sẽ mời công an để mời cô lên làm việc. Ngay sau đó đấy, là tôi có nhắn tin và báo cho đồng chí Ngô Đức Hà là trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Phù Cử. Trước thực trạng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra công văn số 1530 khẳng định không có cán bộ thanh tra nào gọi đến các giáo viên với nội dung như đã phản ánh, đồng thời thông báo đến các nhà trường cảnh giác và không cung cấp các thông tin cá nhân và của trường cho các số máy lạ. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, từ cuối năm 2018 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 20 vụ việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và điện thoại. Đa số các đối tượng lừa đảo đều sử dụng những tài khoản ảo để liên lạc với nạn nhân, nên gây ra nhiều khó khăn trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ. Đây là một cái loại tội phạm mới, tội phạm ẩn danh, nên là xác định về nhân thân lai lịch đối tượng là khó khăn. Đối tượng có am hiểu về công nghệ thông tin, có tri thức, nên là các dấu vết còn lại rất khó truy nguyên được đối tượng. Chúng tôi cũng khuyến cáo khi bất kỳ có một cái cuộc gọi điện thoại của người lạ yêu cầu chuyển tiền thì quan trọng nhất là không chuyển tiền và báo ngay cơ quan chức năng nơi gần nhất. Hoặc khi mà có dấu hiệu lộ lọt cái tài khoản ngân hàng thì đề nghị là nhân dân yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản để tránh đối tượng rút tiền. Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao đang diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân. Do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, đề nghị người dân hết sức cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, số chứng minh thư nhân dân cho người lạ để tránh bị kẻ gian lừa đảo. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự vào cuộc hiệu quả của lực lượng chức năng, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó tạo môi trường giáo dục an toàn, giúp trẻ em có sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ cả về đức, trí, thể, mỹ. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 488 bếp ăn bán trú tại trường học với gần 132.000 trẻ học sinh, chiếm gần 40% trẻ mầm non và học sinh phổ thông của tỉnh. Do đó, việc nâng cao chất lượng giáo dục, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được ngành giáo dục đào tạo coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của ngành dọc hai cấp, trường mầm non Lãng Ngâm đã luôn chú trọng đến chất lượng và an toàn trong mỗi bữa ăn cho hơn 600 trẻ. Bên cạnh thực hiện mô hình bếp ăn một chiều, khu vực sơ chế, chế biến và chi ăn cũng được bố trí tách biệt để tránh lây nhiễm chéo. Thực đơn món ăn cũng được nhà trường lên lịch thao tuần, tất cả đều được thực hiện dưới sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của ban giám hiệu nhằm mang đến cho các con bữa ăn an toàn nhất. An toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề không thể chủ quan và luôn phải được siết chặt thường xuyên liên tục, bởi chỉ một sơ suất cũng dẫn đến những hậu quả khôn lường. Do đó, việc vận hành các bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn an toàn thực phẩm ở các trường học không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, triển khai các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, đồng thời đôn đốc xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống thu gom nước thải, khu tập kết chất thải, đảm bảo cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đều có nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, trong đó nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn 1, Đồng Văn 2, Đồng Văn 4, Hòa Mạc và Châu Sơn đã vận hành ổn định và được lắp đặt quan trắc tự động. Tổng lượng nước thải thu gom đạt trên 13.500 mét khối một ngày đêm. Riêng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn 3 đã xây dựng xong nhưng chưa vận hành do nước thải đổ về ít. Cùng với nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng trạm xử lý nước thải nội bộ của doanh nghiệp, xử lý đảm bảo yêu cầu trước khi thải vào đường thu gom chung của khu công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, hoạt động từ trước năm 2010 chưa có trạm xử lý mà thải trực tiếp vào đường ống của khu công nghiệp,
dẫn đến tình trạng nước thải thu gom về các nhà máy chất lượng không đồng đều, khó khăn trong khâu xử lý, làm tăng chi phí. Thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các khu công nghiệp, chú trọng ngay từ khâu cấp phép cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, tiến hành rà soát các doanh nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải, chất thải và khí thải tại nguồn, buộc phải đầu tư trạm xử lý trước khi xả thải ra môi trường, thường xuyên có những đánh giá về chất lượng môi trường trong các khu công nghiệp. Từ nhiều ngày nay trên quốc lộ 5, đoạn qua phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên thường xuyên xuất hiện tình trạng đổ và đốt rác thải gây khói bụi, ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Rác thải sinh hoạt được đổ thành đống lớn chạy dài hàng chục mét, cao trên 1 mét, có những điểm rác thải đổ tràn ra đường chiếm gần hết làn đường dành cho xe thô sơ, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo chính quyền phường Bạch Sam, đây là lượng rác thải do chính tổ thu gom rác của tổ dân phố Lường thu gom tập kết tại đây, nhưng không được vận chuyển về nơi chôn lấp xử lý. Không những vậy, lượng rác thải này lại được đốt vào ban đêm, gây khói bụi, ngột ngạt cho các hộ dân xung quanh. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tập kết và đốt rác ngay quốc lộ 5 là do ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân chưa cao và phường Bạch Sam chậm triển khai bãi đổ rác tập trung cho tổ dân phố Lường. Trước nhu cầu ngày càng lớn về nhà trọ, vì thế nhiều khu nhà trọ giá rẻ trên địa bàn thành phố Ninh Bình cũng được xây dựng ngày càng nhiều. Điểm chung của những khu nhà này là không gian chật chội, sập sệ, nguy cơ mất vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ luôn tiềm ẩn. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy tại những nơi này lại gặp không ít những khó khăn. Thành phố Ninh Bình hiện có khoảng 1.000 nhà trọ với trên 3.500 phòng. Số lượng người thuê trọ tương đối lớn, chủ yếu là học sinh, sinh viên, người lao động tự do. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã có những cuộc kiểm tra, rà soát kết hợp với công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy và đảm bảo về an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Nhưng nhiều chủ nhà và người thuê trọ vẫn rất chủ quan, gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy. Mặc dù chưa có vụ cháy lớn nào xảy ra, nhưng thực tế cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn. Vì thế để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, ngoài những giải pháp của lực lượng chức năng, thì chủ yếu vẫn là ý thức của chủ nhà và những người thuê trọ. Năm nay tại tỉnh Hải Dương, mặc dù chưa có cơn bão nào đổ bộ trực tiếp, nhưng cũng đã chịu ảnh hưởng của hai cơn bão kéo theo nhiều đợt mưa kéo dài và tình trạng khai thác cát trái phép ở một số địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp, dẫn đến nhiều khu vực bãi sông bị sạt lở, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của công trình đê điều. Trên tuyến đê tả sông Thái Bình, trong những ngày gần đây, đã xuất hiện một điểm sạt lở bãi sông nghiêm trọng thuộc địa bàn thôn Hùng Thắng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách. Điểm sạt lở này hiện có cung sạt dài tới 31 mét, sạt sâu vào bãi sông 22 mét, tụt tạo vách đứng 3,5 mét và cách chân đê phía sông điểm gần nhất 33 mét. Trên bãi sạt cũng đang xuất hiện nhiều vết nứt ăn vào phía chân đê. Nguyên nhân được xác định là do tác động dòng chảy và ảnh hưởng thăng dáng của thủy triều trong mùa mưa bão vừa qua, kết hợp với nền địa chất yếu và kèm theo đó là tình trạng khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp. Địa phương đã cử lực lượng canh gác ngăn chặn khai thác cát trái phép nhưng vẫn không giảm. Theo người dân báo cáo thì với cả chúng tôi thì cũng đã hàng ngày chúng tôi cũng cắt cử là 5 đồng chí, trong đó có 3 cán bộ và 1 công an viên và 1 thôn đội trưởng là xuống túc trực hàng đường, hàng ngày hàng đêm. Thì báo cáo đồng chí là đêm nào chúng tôi cũng túc trực và cũng đuổi thuyền cát, thì có đêm là chúng tôi phải đuổi 4-5 lần đến sáng. Báo cáo đồng chí thế, vì báo cáo lực lượng chúng tôi là mỏng, cái thứ hai là cái xuồng để thuyền để chúng tôi bắt là rất khó, là nhỏ, vì là khi mà chúng tôi đuổi đó này là người ta sẽ dùng vòi nước, vòi dòng phụt, nên là chúng tôi rất khó để tiếp cận đối với thuyền, là chúng tôi báo cáo chí là chỉ có biện pháp là xua đuổi. Để đảm bảo an toàn cho người dân sản xuất nông nghiệp ngoài bãi sông Thái Bình và đảm bảo an toàn công trình đê điều, Hạt quản lý đê huyện Nam Sách đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng theo dõi sát diễn biến sạt lở. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Sách lập và triển khai phương án bảo vệ trọng điểm để tiếp tục kiểm tra, theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng xử lý sự cố. Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh cần xây dựng phương án kè hộ bờ và đề nghị cấp có thẩm quyền cho xử lý cấp bách.
Ngoài sự cố sạt lở nghiêm trọng này, từ đầu năm đến nay trên khu vực bãi sông này còn xuất hiện hai sự cố sạt lở khác đã lấy đi hàng trăm mét vuông đất sản xuất của người dân xã Minh Tân và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của công trình đê điều và phòng chống thiên tai. Theo tổng hợp của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 13 sự cố sạt lở bờ sông và sạt kè hộ bờ. Trong đó có hai sự cố sạt lở nghiêm trọng đã được cấp kinh phí để xử lý cấp bách, gồm điểm sạt lở bãi đê tả sông Thái Bình thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Nam Sách và sự cố sạt lở bãi sông đê tả Kinh Thầy thuộc phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh. Đối với các sự cố sạt lở nghiêm trọng chưa được xử lý trên một số tuyến sông hiện nay đều được đơn vị quản lý đê điều và chính quyền địa phương lập phương án bảo vệ trọng điểm và thực hiện thường trực kiểm tra theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng xử lý sự cố tạm thời theo phương châm 4 tại chỗ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.